Ôi trời ơi. Rồi lấy dép về luôn. Hỏi đánh tao à? Không à. Bà chổi của ta bà kêu lụm lại nữa là sao? Ừ, cái gì đâu mà chậu là lấy dép luôn. Ừ, lấy chiếc kia được, lấy chiếc nữa. Lấy không? Lấy luôn. Lấy không? Chú thiền của anh. Sao nổi không? Chú chôn này đó. Cái chân không có đi nổi rồi mà cứ đầu quay ha. Chú chôn gì xe game nè. À, đầu xô xe con luôn hả? Thôi nổi. Tao xô xe này ra, mà đứng khóc ra. Để lại đấy. Rồi xong luôn. Quá trời luôn rồi ơi là nội, bà không giữ quá trời luôn rồi bà nội ơi. Bể xe luôn rồi. Bó tay bà nội chứ. Không, trời thương. Thường cái gì bà chổi con mà bà kêu con thường. Bà thương người ta. Đồ của người ta để đó. Mày muốn cái gì? Thường chưa? Không có thường. Cái hoa đó đẹp lắm á. Thì kìa. Cái bông nó đẹp lắm, mình đừng có làm cho bông hư. Rồi con đi ra. Nè nè, đưa nè nha, hứa đưa nè. Đưa. Trời ơi là trời. Cái gì mà em mở gọi lại cho. Cái gì đợi? Cái không gọi lại đi cho. Lấy cái gì? Cái đầu mày. Trời ơi bà nội kêu con lấy đá để bà nội xử con hả? Ngồi đó đi con lấy cho. Giang hồ thì vừa thôi chứ đâu mà giang hồ quá vậy. Thôi nha, mấy cái đó mấy cái bông nha. Bỏ nhà yên tâm. À cái đó con bỏ lại y đó luôn phải không? Mà bà nội hứa bà nội không có chọi con nha. Rồi nè, lấy nè nha. Rồi. Cái quần này của ai? Nó để y hiện trạng này nè. Chậu đã bắt nhỏ lụm. Bà giang hồ vừa vừa thôi chứ. Bà nội chọi là con đau lắm. Bà nội chọi con đau. Đau rồi. Nữa. Đóng nói chuyện mày. Mà sao bữa rồi bà nói chuyện với con? Bà kêu con mua cái gì bà nhớ không? Đó, bây giờ nhắc bà nè. Bà kêu mua cái gì bà nhớ không? Chạy cái bông. Phụ nữ mà ra hay đâu hái bông. Ê, này thôi con về. Giang hồ gì mà hang giang hồ dữ dội hèn. Mới hôm qua nói chuyện với nhỏ được, bữa nay cái quay 180 độ rồi. Nhưng mà này con hỏi một điều này, con hỏi cái đi rồi con về. Không, hứa. Trả lời cái đi về. Trong vụ mất rồi. Trả lời cái đi về nè. Hôm qua bà nói chuyện với con, bữa nay lại bà kiếm chuyện với con là sao bà nói? Bà ghét con hả? Để con hỏi là thương bông người ta. Hôm qua bà nhớ bà kêu con mua gì không? Trời. Ôi trời ơi. Rồi lấy dép về luôn. Hỏi đánh tao à? Không à. Bà chổi người ta bà kêu lụm lại nữa là sao? Ừ, có gì đâu mà chậu là lấy dép luôn. Ừ, lấy chiếc kia được, lấy chiếc nữa. Lấy không? Lấy luôn. Lấy không? Chú thiền của anh. Sao nổi không? Chú chôn này đó. Cái chân không có đi nổi rồi mà cứ đầu quay ha. Chú chôn gì xe game nè. À, đầu xô xe con luôn hả? Thôi nổi. Thôi nè, con khuyên mà nội á, bình tĩnh lại đi. Con tới con giúp bà đó. Bà nhớ cái bữa mà bà mưa có con ẩm bà không? Nhớ cái đó rồi bình tĩnh lại. Tao thô xe này ra, bà đứng khóc ra. Đang nói chuyện. Bình tĩnh lại đi nội. A Di Đà Phật coi. A Di Đà Phật đi. Khoan tao ủ khoan chắp tay lại coi. Nè nội. Bà nói chắp tay lại đi A Di Đà Phật cái đi. Nè bữa con lợi bà cũng nói. Bữa con lợi bà cũng nói chuyện. Cái bữa trân lợi bà cũng nói chuyện. Bữa nay là bà ghét con là sao? Nè cái bông đó còn mét còn thùy đó nha. Tính ơi. Muốn vậy không? Tính ơi. Bà nội bà cầm cục gạch kìa Tính. Kìa nó kìa. Tính muốn lên mày. Kìa hành Tính nó mở cửa kìa. Để lại đó. Rồi xong luôn. Quá trời luôn rồi ơi là nội. Bà không giữ quá trời luôn rồi bà nội ơi. Bể xe luôn rồi. Bó tay bà nội chứ. Cũng vậy nha. Thôi lui xe không được. Rồi móp xe rồi. Bà nội quá trời bà nội ơi. Nè bà nội kiểu này nữa con không có vô. Con không có vô nữa đó nha. Mua đồ cho bà rồi á. Mà giờ bà kiểu này rồi sao trao. Bây giờ này bà vô bà nằm trên giường đi rồi con trao quà cho bà. Trời đất mẹ ơi. Đâu có chuyện mày.
Bắt đầu chương trình đầu tiên bắt đầu nè. Thường bấm bấm tăng ra nha. Hả? Thường bấm bấm tăng nha. Trời ơi bà chổi con mà bà thường chứ bắt con thường. Thầy ơi. Thầy. Trời trời đất mẹ ơi. Nhiệt tình cái trời. Giáng chưa hả nữ nhất không thôi kia mày. Xô thì không nổi nhưng mà bà chổi vậy con sợ. Quá sợ bà luôn rồi. Thôi gì à. Bữa nay không êm rồi. Đó 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 đó. Hàng tính nó về kìa là bà biết tay với nó. Đó. Đấy. Con mới hỏi rồi thì nó là bà nói là bà nội mới ăn cứ đi sinh hoài năm cử hả hả thấy không bà nội năm cử rồi mà có đồ ăn hoài đây bà mới lấy cục đá bà chọi tôi kìa nói ngay ở chỗ cái đồng hồ á hồi lấy miếng khác đắp vô giùm nghe rồi 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 nó đã ra nó xử bà kìa thôi mày giờ con ngồi vậy bà nội đừng có ăn hiếp con nữa nha bữa con chở con ẩm bà nội vô quá bà nội nhớ không trời đất thường cái gì bà chổi con mà bà kêu con thường đồ của người ta để đó muốn cái gì không không có thường cái hoa đó đẹp lắm á thì kìa cái bông nó đẹp lắm mình đừng có làm cho bông nó hư rồi con đi ra để lại đây đi ra để lại chỗ khác đây để lại y cũ đây con đưa rồi, bông hoa của người ta mà lấy chổi nữa 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 không dám đâu bà nội đẩy mà nội thường đó con mét nè thầy ơi rồi con mé con trời trời đó vậy giờ làm sao với chị làm chứ kiểu này hoài kêu bà về chứ không thôi nè ông trời cũng đang mưa mà chuẩn bị mưa luôn rồi nè à, phải kêu bà về chứ không thôi hả mà mưa rồi là bà không bao giờ bà về kịp mà kêu bà về có bà vậy đó con đâu có vô nhà nổi đâu nè nè con hỏi bà nè con không vô nhà mà tại sao bà ghét con thôi thôi rồi luôn tới nữa con mét con thì nữa nè bà quá trời không dữ rồi đó ôi là trời xem cái xe mẹ mớp xe luôn rồi ở đó cách nhà này có 3 bước 4 bước tới nè mà ngồi ở đây là xử không luôn nè thôi nè con đưa dép cho bà nội rồi con về bây giờ con đưa cái con về nè nè đưa nè nha hứa đưa nè đưa trời ơi là trời cái gì đó bên kia con ba bà nội của này là con nói thiệt con thì nó ghét bà luôn á không thương bà luôn á gì đâu mà kỳ cục trời ha thôi thôi để con đưa lên bình bông của người ta cứ đi qua lớn không con đổ nhiều con mua con đền nữa nè thôi thôi về bà làm cái này hoài hội chắc nữa nữa chữ nữa thôi nó là chưa để cái nè hủ tiếu với cháo á chắc nó là để chân hoặc là nếu mà Phong mà gặp được thì á thì Phong gửi mới cho bà ăn trong lúc mà Phong đi Hà Nội còn nếu mà Trân sắp xếp được đó thì Trân sẽ tới sang đem những cái đó chứ bữa nay á, là không có trao cho bà nội được rồi bà nội đang khó cho lắm rồi căng thẳng dữ lắm rồi đây nè hai cái này là phải mua đền cho người ta nè nứt hết trơn rồi nè xe Phong cũng mớp nữa
bó tay bà nội luôn rồi, bữa nãy cục đá chà bá lửa luôn. Rồi thế nè, bắt đầu bá lết rồi nha. Vô nhà đi con về, vô nhà đi con về, trời mưa rồi đó nội. Bà như vậy mà, vô nhà đi mưa rồi đó. Đi có nổi đâu, lót vậy không đó, ẩm mà không cho. Vô nhà đi. Nhà của nội nè, chuẩn bị gặp nó gì với bà nội. Bà mà cầm cái là con da liền luôn á. Rồi thôi vô đi. Nói chung bà tới đây cũng an tâm rồi nha. Thì chắc là không thể về. Chứ ở đây á, thì nhiều khi bữa nay bà không có thương rồi, nên ở đây cũng không có được vui. Thì khi nào bà thương đi thì nói chuyện nhiều hơn. Video cũng ngắn thôi, nhưng mà cũng hiểu được là bà cũng thậm chí cũng không có được tỉnh táo, cũng thất thường lắm. Bữa vui, bữa buồn, bữa nhớ không, bữa đâu có nhớ đâu. Thôi, thì không cũng xin phép dừng video. Có duyên gặp bà nữa thì sẽ quay trước khi đi Hà Nội. Còn không có duyên thì để cho Trân quay và Phong cập nhật nha. Rồi, hãy đăng ký và theo dõi. Phong xin chào. Về nha nội.